Chào mừng các bạn đến shop Samart. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cái bộ đồ ăn dặm cho bé trông rất là xinh. Đây để mình bóc ra cho các bạn xem nhé. Bộ đồ ăn dặm này là gồm một cái khay hình ô tô, và khay này á, đồ đựng á, nó là bằng inox bạn nhé. Hai cái khay chính này, còn đây là cái loại nhựa tráng sứ trắng sạch, và một cái dĩa và một thìa. Đấy, rất là tiện lợi cho bé dùng. Đây, để gần cho các bạn xem, rất là đẹp, rất là xinh. Đấy, dùng inox là 304 hết tất cả cái hai này, là dùng inox, cả thìa và dĩa cũng ba inox, nên đồ rất là đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm cho bé ăn dặm và rất đẹp nữa chứ.